Chà, hấp dẫn quá. Vũ, ngồi xuống đây ăn chung với tôi luôn. Trời ơi, trước đi, tôi ăn sau. Một lát nữa, tôi còn mắc lo cái toilet. Đen dở. Đang chùi toilet mà đi múc đồ ăn cho mình hả? Vũ ơi, Vũ ơi, con về rồi nè Vũ. Cảm ơn Vũ chu đáo quá. Con nhớ thằng con của con quá, thằng anh Ngọc á. Nhớ rồi mà. Đập 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 coi. Coi 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 coi. Đâu à? Vũ kiếm cái gì vậy? Kiếm cái bình sữa. Hồi sáng á, cho nó uống có nửa bình, còn nửa bình nó không uống nữa. Thì thằng con của con đâu? Cậu có con à? Cậu mướn bà Vũ nuôi con bé sao tôi thấy có vấn đề quá. Tánh tình của bà Tưng Tưng sao á? Không nuôi con bọn một mình sao được. Tìm cách khác đi. Hay là cưới vợ mới để có người chăm sóc thằng bé. Em làm Vũ nuôi lần nào chưa? Dạ, em đã từng giúp việc cho năm gia đình rồi, anh cứ yên tâm. Đón xem những cô nàng độc thân làm mẹ lúc 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 4 trên kênh Vi Giải Trí.